Anh em xem nha, những anh em nào mà chưa có điều kiện để đi xem hoặc những anh em nào ở dưới tỉnh nó không có xem được thì mình sẽ làm cái clip này để anh em xem và chiêm ngưỡng nha, chiêm ngưỡng từng con xe luôn. Ừ. Ok mấy anh em đi nha. Nó lát nữa vô đó âm thanh hơi ồn, mình nói nó sẽ không có nghe nha anh em. Cái này là xe của mấy người đi tham dự sự kiện thôi. Đó, đây con này cũng nổi lắm nè, mình từng chụp hình với con này với lại định làm một clip review về con này nè. Con này rất là đẹp. Thì quay sơ thôi, chủ yếu vô anh em quay sơ ở ngoài thôi, chủ yếu vô showroom ngắm gái để mời. Đây con này quen không mấy anh em? Con này quen ha, làm rồi nha. CBR 1000 BMW 1000. Đây quay xanh, quay con này thêm rim đời 1999, rim Thái. Nó giỡn con đây vết khoảng R 2018 2019 gì đó. Con này anh em. Palette. Xe Palette. Này là xe tăng quân đội S1000XR. Cái mẫu này đang là một dòng xe hot tại thị trường dòng tôi bên hot luôn á. Con này mới lạ anh em. Giống như là chiến đấu với zombie gì đó. Qua vàng bên đây nè. Thôi vô showroom lẹ đi anh, ngắm gái. Ngắm gái nè. Ừ. Đó, một vàng bên đây cũng dữ dội lắm nè. Giới thiệu sơ với anh em luôn đi. Chiếc này á, Z1000. À lộn. CB1000. CB1000. Đời này là đời 24, 23, 24. Con này là CBR1000. SB
tại ồn lắm. Anh lướt sơ qua thôi, tại ồn mà không nghe được tiếng đâu. Mình lướt sơ qua cho anh em xem đi. Không đẹp lên thôi nè, thẳng thôi. Cái kia anh thấy cái kia là MV Acuta gì đó con. MV Acuta. Đây mấy anh em. Đây là mẫu MV Acuta hàng hiếm, cực kỳ hiếm tại thị trường Việt Nam luôn. Rất ít người sở hữu cái loại dòng xe này. Cái dòng này là cực kỳ hiếm, cực kỳ mắc tiền luôn. Mình sẽ cố gắng mượn anh chủ xe này để review con này chi tiết. Này 7 tỷ đúng không anh Thái? Chiếc này hả? Chiếc này tao không biết nhiêu tiền mà nó nghe nó mắc lắm, mà hiếm nữa. Ít người sở hữu lắm. Qua đây nè, của BMW chân nè. Chiếc này là cái da đầu nó giống đầu gì anh em biết không? Cái đầu bù. Cái này là cà phê laser, mẫu cà phê laser. Đẹp, rất đẹp luôn. R90. Chiếc này anh Thái chạy hợp rồi anh Thái. Chiếc này chạy rồi, nặng lắm. Chạy rồi, có chạy thử rồi. Cọc áp xe đau nó bự ghê đó không? Áp xe đau chắc 4 mấy á, bốn mấy thử lắm. Adventure đúng không? Adventure RS. Nước RS. Và bây giờ đây, một dàn xì bọt. Cá, toàn là cá. Nguyên một dàn cá luôn. Chiếc này đang bán rồi mấy bạn. Chiếc này mình thấy là đang bán á, rất là đẹp. Của xe của anh Châu, bên tiệm anh Châu. Anh em nào mà chưa có dịp chiêm ngưỡng cá thì bây giờ cá rất là nhiều, anh em cứ thoải mái đi. Bốn luôn hả? Anh Thái bên đây có mấy mẫu trưng bày nè. Ok, qua mấy mẫu trưng bày ha. Ơi, quay trẻ trâu vô kìa. Giỡn ơi. Quay anh lại bắt tay mình chơi. Nhân vật nổi tiếng, nhân vật quá nổi tiếng. Idol giới trẻ, Idol giới trẻ. Giới trẻ. Đây xe anh đây nè, xe anh đây. Đây là xe anh nè. Đi vô kia quay tiếp đi. Đây. Mấy đêm đâu rồi? Giờ giới thiệu chi tiết. Nắng lắm anh em. Sao tụi tôi quay ngày nào cũng là đúng ngày nắng hết. Đây là mẫu cá mập F1000 thì phiên bản naked. Cái này là snack bay á. Snack bay mà mắc lé. Chút nữa vô showroom á, mình sẽ ngồi lên những con xe này để cho anh em biết chiều cao như thế nào, ngồi hợp lý những con xe này để mấy anh em tiện mua luôn. Bây giờ cho nó dễ. Ngồi được không? Ngồi được không? Được. Ngã đi lên. Con này nó dựng sẵn rồi. Ngồi để xe nghiêng, leo lên ngồi hợp lý. Con này nó dựng sẵn rồi, nó khó ngồi lắm. Ngã thì mình mua luôn, hiểu không? Bây giờ anh em ngắm sơ một vòng con cá mập này ha. Đó, rất là đẹp. Có dịp em sẽ review những cái con này cho mấy anh em xem. Đó. Đó, còn không thể một con xe mới. Cực kỳ đẹp. Qua wow. Em nghĩ là mọi người ơi, bây giờ nắng quá, nắng chịu hết nổi luôn. Vô máy lạnh đi mọi người. Mọi người vô máy lạnh. Vô máy lạnh nha. Máy lạnh cho tụi tôi, mọi người vừa được ngắm gái đẹp. Okay. Gái xinh không? Đây. Lát nữa là gái nó về hết. Tại vì showroom trả tiền Biggie hình như là vài tiếng thôi à. Đây cái cổng chào anh em. Đi về đi. Không ai tiếp anh đâu. Oh, hello. Chúng nó làm cái xe anh cái được không? Vô chơi anh. Đi Nay dẫn mấy anh em đi luôn ha.
trong đây nó đông lắm, tụi mình sẽ hạn chế nói nha, tại vì đông và nhạc rất là ồn. Đúng rồi, anh em hãy xem chim ngưỡng quay tổng thể mình xem. Hello 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 hello. Thái chụp hình với gái. Ok. Bấm quay luôn, bấm quay luôn. Rồi. Thấy anh Thái lùng không? Anh Thái lùng không? Muốn quay nữ đúng không? Mình sẽ quay nữ lên đây. Bây giờ một máy sóc thôi, ngồi thử cái này đi. Từ từ anh em mắc coi VT rồi. Rồi đủ rồi nha. Anh Thái qua nha, qua ngắm bikini khác đi. Qua đây nè, đây nè. Bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ test độ bị dìm hàng của anh Thái với lại mấy chị BC. Thôi chị vậy, chị vậy. Chị vậy. Anh Thái á, đứng tới lỗ tai người ta luôn á mọi người. Anh Thái đứng tới lỗ tai của chị Bi Gây luôn á, kìa. Chị Bi Gây mang cuốn cầu á. Rồi ra em vô. Quay chị vô clip chung với xe nha. Thank you.
ăn đồ ăn đi, ăn đồ ăn. Qua đúng không phải ăn à? Mình đúng anh quay phim ăn à? Đúng anh quay phim ăn. Đồ ăn rất là nhiều. Giờ anh quay phim thích ăn gì? Giờ anh em qua xem xe hơi của bên. Bây giờ xem xe hơi nha anh em. Anh nhân viên trong đây sẽ cho ngồi thử xe hơi coi được không nha. Ok. Chưa lóc. Dạ, xe này chưa lóc. Không có được ngồi thử anh em. Đây là mẫu thể thao. Mẫu thể thao. Nó không để giá đâu. Bên đúp đẹp kìa. Ờ, nội thất. Nói chung là dòng xe thể thao của bên đúp thì khỏi phải nói rồi. Xe sang, xe thể thao của ngoài. Em thấy y 8 rồi hả? Đây. Đẹp không? Mấy em thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp nha. Mấy cái xe này không có đủ đẳng cấp của anh Thái đâu, anh Thái là phải đẳng cấp xe lam đồ á. Xe lam, su tè đồ mới đủ đẳng cấp của anh Thái. Khu vực bán đồ cho xe hơi. Khu vực bán đồ nội thất cho xe hơi. Khu vực này là khu vực bán đồ nha anh em. Thang máy thì đi thang cuốn. Còn ai không thích đi thang cuốn thì đi bộ. Đi về. Bây giờ nó quay vô đường này. Hình như là hết clip rồi đúng không? Đúng là cái bạn kia. Đây là mũ bảo hiểm. Có một con. Dành cho đi theo con ở trên thang máy.
bao tay này thôi. Đây sẽ bao tay cái này. Nhiều quý vị đang nằm trên tay chú Hoa Mai, xin mời nhân chóng đi ngay và tối nhất tại khu vực đông các tầng cổng chào để sở hữu tấm phiếu tham gia bóc thăm em. Này đông quá mấy em ơi. Xin cảm ơn. Thay đồ hoa hậu. Quần này là quần khổng lồ mặc ấy. Này em mới 8 mặc. Đồng bọn của mình. Đồng bọn, mày hết chưa? Nãy giờ đi đám gái không à, bỏ rơi anh em. Đúng rồi.